Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hồ Ninh, nguyên bí thư đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban kinh tế Trung ương. Chiều nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy và quận ủy Thanh Khê đã đến thắp hương tưởng niệm và thăm hỏi gia đình đồng chí Hồ Nginh Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và Quận ủy Thanh Khê đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của đồng chí Hồ Ngân đối với cách mạng. Đồng chí Hồ Ngân, một chiến sĩ kiên trung, một người con ưu tú của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, là tấm gương suốt đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân, dũng cảm, tài năng, luôn khắc khao cái mới, luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân gia đình đồng chí Hồ Nginh, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.